chào quý cô chú anh chị cùng các bạn đến với video tiếp theo này. Thì kênh Nguyễn Đồng Khuê chia sẻ đến quý cô chú anh chị cùng các bạn một số thông tin về cái giải số trên thẻ căn cước công dân có gắn chip. Video này sẽ chia sẻ cái nội dung của bài viết có tiêu đề là những điều thú vị về giải số trên căn cước công dân gắn chip. Bài viết này thì được trang Facebook của Trung tâm Tin tức VTV 24 giờ đăng tải vào ngày 18 tháng 3 năm 2021. Nội dung cụ thể như sau. Căn cước công dân gắn chip đang được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương. Mặc dù việc triển khai chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân 12 số đã được triển khai nhiều năm, nhưng có thể sẽ có rất là nhiều người chưa có hiểu về cái 12 số trên cái thẻ căn cước công dân. Và trong bài viết này sẽ chia sẻ một số nội dung về cái giải số này. Số căn cước công dân của mỗi cá nhân cũng sẽ là cái số định danh gồm 12 chữ số. Trong đó thì 6 chữ số đầu tiên là mã quy định. Chỉ cần căn cứ trên 6 số này sẽ biết được người đó sinh trong thế kỷ 20 hay là 21, sinh trong năm nào và khai sinh ở đâu. Đồng thời cũng sẽ biết được giới tính là nam hay nữ. Riêng 6 số cuối cùng là những con số ngẫu nhiên định danh cho từng cá nhân. Cụ thể thì trong 3 chữ số đầu tiên sẽ là cái mã tỉnh nơi công dân đăng ký khai sinh. Mỗi một tỉnh thành phố sẽ có cái mã số khác nhau, gồm 3 chữ số, ví dụ như là thành phố Hà Nội sẽ có mã số là 001 và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mã số là 079. Vân vân. Đến chữ số tiếp theo sẽ là cái mã giới tính của công dân. Với người sinh trong thế kỷ 20, giới tính là nam là mã số 0 và nữ là mã số 1. Còn với người sinh trong thế kỷ 21, giới tính nam sẽ là số 2 và giới tính nữ sẽ là số 3. Tiếp theo, hai chữ số tiếp là sẽ là cái mã năm sinh, viết tắt của hai số cuối của công dân. Và 6 chữ số cuối cùng là 6 số ngẫu nhiên. Ví dụ căn cước công dân có số là 0792150001, giúp ta thấy được cái người này sinh ở thành phố Hồ Chí Minh và giới tính là nam, sinh vào năm 2015 và đồng thời có cái số định danh ngẫu nhiên là 0001. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.